là cảnh thiên thai tốt đối thượng đại tài hải minh hoa. Sợ tận lầu sẽ ra lên trầu thường để vua cha để từ cổ vô số hằng hà mà ngỡ Phật Quan Âm tay đàn điểm lại ca ngâm ca ngâm điểm ca điểm đót có tiếng trầm nhật quang vượn trên non nê nó xuống con dầu dĩ dây suối ngàn năn ni nỉ vèo von cô đôi vui về cô thú ở lâm sơn tiếng
đầy tiếng với la xa thu hiệu tình càng nữ càng vui ba gian đền bát thầy thương càng ngữ càng vui ba gian đến mắt thành người sáng mang
trong Nam Việt soi về Sư Trang, soi trong Nam Việt soi về Sư Trang. Sơn Trang soi cho cô, soi cho quốc vũ dân cường, cho trong Nam Việt bốn phương thái hòa, soi gần lại soi xa, soi cho hoa sữa, hoa rong riềng,
mưa hoa sen kỳ tưởng vì từng vị hoa lồng đè dạo cho hết trăm khe ngàn suối khúc trắng vàng bông hoa bưởi hoa chanh đôi tay tiên tỉa lá bạn đến đây ơi cô đẹp làm sao sáng tin yêu kiều sáng tin yêu kiều trên thềm hoa cô đã về đây trong khúc nhạc vui chúng con dâng lời ca cô xinh như hoa hay đẹp như tiên dáng tiên dịu dàng dáng tiên lướt nhẹ lan ra thắm hồng ngất ngây người trần gian cô về đến đây đẹp lúc kỳ đà mang ấm no cho mọi nhà thắm hồng làm ngất ngây người trần gian cô về đến đây đem khúc đi đà mang ấm no cho mọi nhà chiếc kèn Tân Thượng Tân An ia ia nằm tha nằm giang lãng giang khách yên ia ia ngàn núi đá nó miền sơn chứ ngôi đền thờ tổ tiên nam vì nó ngàn mẫu đơn khoe sắc hoa phong lan khoe màu bầy chim non bên lầu ríu rít cành rừng chiều mờ mịt sương răng non xa thấp thoáng bóng trăng tiếng hồ gầm vang dậy trong đêm lên non có ai thuốc tìm trầm mi lên non ai thuốc tìm trầm nón chiếc đầu đội tay cầm giáo khoai vẫn tỏ sự xanh trên đông cung ghi dấu anh linh
đông cung ghi dấu anh. Danh tâm đền lại cồn phương phùng thờ, ba gian đền mặt anh thân sớm song sừng núi tôi ngồi đầu nó cả rằng tang tính tình mọc xanh đầy ngàn chắp đôi tay con bái lạy bóng cô đôi ngàn thánh xa hồi cùng là bóng cô ba hiển danh là bóng cô ba lên tông xuống ngã rộng dưới tòa dĩ tòa thoại cung ý nhiều thuần nghi nữ chung cô đẹp bằng nhiều tuần nữ ý chung so bề tài sắc tiên cùng ý nào ai sánh tay
giúp phép mi cô cùng bạn tin nên giúp phép mi cô cùng chữa đâu mà được ngã đấy phép dày phép dày linh thông ngã ý. Nhang thơm ba lén cô về tấu cửu trung thiên, dạ chí tâm thành cô nguyện cầu chữ đệ tử đắc bình an. Cung cấm quang ngàn hàng nga, cung cấm quang ngàn sẽ mây cô xuống nghi dương gian ngự đồng vốn xưa cô ngự tỏa cung. Hai hoa hoán ngọc trồ trong giao đài tuổi chừng 18 đôi mươi. 18 đôi mươi tuổi cô chừng là 18 đôi mươi. Hình dòng tầm thước tựa người tiên cung lửa nhang duyên lại bén nhang. Duyên lại bén nhang lửa nhang duyên lại bén nhang. Đạo làm tôi thanh nghi kết nguyện trần châu thành tâm bát nước cơi trầu. Cô vẫn vững tay chiều mặt lại hò khoan vượt bể treo ra xô qua sông hài hà khoan lưới xô khoa thuyền đã thuyền cố khoan xô khoa lơ lửng ở bến xa xô khoa thôi cô vừa thoải lại hò khoan dạo khắp mọi nơi khoan lưới xô khoa treo lên trên trời khoan cô hai qua đào đem về giấc mẫu khoan khoan xu khoan lấy công danh cho đồng khoan khoan xu hò lệnh cô hộ trì khoan lưới xu khoan 36 nàng tiên khoan lại hò khoan cắm thoi ban nguyện xu khoan một mình rào chơi khoan khoan xu khoan chơi khắp mọi nơi khoan khoan xu hò về đến cảnh thành đô hò khoan xu khoan dạo trời tây hồ khoan lưới xu khoan về chùa Trấn Quốc khoan lại hò khoan sang tích tây hồ khoan lưới xu khoan rồi ngược lòng sông khoan xu khoan trèo về Từ Sơn khoan khoan xu khoan xuôi ngược các đền khoan khoan xu khoan qua tới Bắc Ninh hò khoan xu khoan sao các phủ các đền khoan lưới xu khoan trèo về Bắc Giang khoan lại hò khoan về đền Châu Nam khoan lưới xu khoan trèo sang đền Châu Lục khoan lưới xu khoan về qua đền Bắc Lệ khoan lại hò khoan đèo kèn suối ngang khoan xu khoan là bến ngày hôm nay khoan khoan xu khoan cô sai quân hậu Bắc khoan lưới xu khoan cầu nói lên đền khoan lại hò khoan đôi tay xin cô gác mang khoan lại hò khoan
dù ai ơi buôn bán đâu đi đâu. Ngày 12 tháng 6, ngày 12 tháng 6, dù nhau tình nga tìm về, dù nghĩ nghe ai dù ai buồn bán hơi trăm mà nghề, buồn bán ní trăm nghề người nghề. Dù ai ơi muôn bán trăm mi nghề, ngày 12 tháng 6, ngày 12 tháng 6 phải về mi ba bông hải cương, hải cương nhà non trắng hơi kinh nhà sân, non trắng kinh dân ơi nghe ơi nghe. Dù hai cơm nón trắng kinh nghi dân tồn nhang phụng nghi sự dốc lòng không dám đơn ni sai, biết cô già biết xa cô tiếp lộc cô ban la tài ơi. Thánh gia